mọi người. À sau một khoảng thời gian quay quá nhiều, ekip sẽ cho An một kỳ nghỉ thật là thoải mái để có thể refresh bản thân lại. Sau khi mà tìm hiểu là đã quyết định chọn resort Mikazuki, bởi vì đây là một cái resort rất là mới nha mọi người. Còn theo một phong cách An rất là thích đó là style Nhật Bản. Bây giờ chúng ta cùng mà đi check in xem có cái gì đặc biệt không nha. À dạ cảm ơn anh. Tới check in phòng. Thôi bây giờ mình đi check in nè. Đi thôi. Mình ngược đời mình check in toilet trước đi. Wow. Mọi người biết nó điểm khác biệt gì không? Cái toilet này nó rất là ấm nha mọi người. Hệ thống ở toilet có tiêu chuẩn toilet theo kiểu Nhật Bản luôn nha. Có phòng tắm riêng nữa, bồn tắm, vòi sen đầy đủ hết luôn. Phòng nghỉ ở đây thì rộng rãi, thoải mái, rất phù hợp cho việc du lịch nghỉ dưỡng luôn nè. Ở mấy cái chỗ khác thường người ta có một cái gọi là welcome ring hoặc là welcome food nha mọi người, là giống như là cái thức ăn chào mừng cho khách VIP khi mà tới đây á. Mình nghĩ là mình cũng được tính là VIP rồi đó, cho nên là mình có một cái những trái cây. Đây thôi bây giờ mình cất trái cây đó đi, mình đi qua tới Bắc đi, mình chơi xong rồi lát mình đói mình ăn sao. I can eat. Could we move to the water park now? Ok, let's go. Đi mọi người. Yeah, đã tới Mikazuki Water Park rồi mọi người ơi. Đi vô đây là phải có cái này nha mọi người. Hồi nãy bạn Akane đã dặn trước rồi là phải đem theo. Nghe đồn là ở đây có 4 tầng nha. Cái tầng ở trên, ở ra cái tầng 1 này là khu ăn uống. Bây giờ mình dạo vòng coi có cái gì. Ở đây có sushi. Marudaki là mì ramen. Chắc là mình phải đi lên tầng tiếp theo chứ ở đây ngửi xong rồi đó bụng quá chịu không nổi. Lát nữa mình quay lại ăn sau, mình phải đi tắm cái đã. Ồ, đây là tầng 2 nha mọi người. Tầng 2 này là khu chơi game á. Đúng rồi, rim game. Mỗi cổng rất ư là Nhật luôn. Ồ, ở đây có thực tế ảo đó mọi người. Tụi thôi bây giờ mình lên tầng 3 nè. Move. Đây là tầng 3 khu relax room và kid park. Wow, ở đây là khu dành cho trẻ em nè mọi người. Công viên cho trẻ em gọi là kid park nha mọi người nha. Ở đây là spa thư giãn nè. Pi yo ke spa. Không gian thì rộng rãi sẽ giúp cho mình có tinh thần thư thái, các thiết bị vô cùng hiện đại luôn. Mình còn thấy một tầng nữa là tầng cuối cùng, tầng mà mình mong đợi nhất chính là tầng 4, Ocean. Bây giờ chúng ta đã tới tầng 4 tắm Ocean là mọi người, mới được các bạn hỗ trợ cho thay một bộ đồ nhật siêu dễ thương luôn. Anh uống trà shinkaso ạ, tôi sẽ chính cho em là bên Nhật ạ. Đây là khu ngâm khoáng ngoài trời ạ. À. Thanh biển ngâm ở ngoài trời ạ. À. Biển ngoài trời, bự vậy luôn. Dạ, đúng rồi chị. Là ở đây hả? Dạ. Nước ấm hả chị? Ồ, nước ấm nha, nước ấm mọi người. Wow. Trên trái là khu ngâm riêng cho nam, còn phía bên phải là khu ngâm riêng cho nữ ạ. À. Bên đây là cho nam, bên đây cho nữ. Dạ, ok, rồi. Vậy mình đi qua bên khu nữ nè. Dạ. À, phía bên kia của mình là sẽ có hai cái phòng xông hơi á. Bên kia có hai phòng xông hơi. Dầu. Dạ. Phòng xông hơi bên đó là tinh dầu. Dạ đúng rồi, còn bên đây là đá muối ạ. À. Rồi. Cái nước onsen thì là cái nước mà cái dòng suối mà được chảy qua bên suối lửa. Cho nên là nước sẽ là nước nóng tự nhiên và cũng như là mang cái nguồn khoáng chất tự nhiên rất là tốt cho da. Là sao là cái nước này là đem về từ Nhật luôn? Dạ tụi em mang cái nguồn khoáng chất xuất khoáng từ bên Nhật mang về ạ. À. Nó là giống như là cục khoáng vậy ạ. À đem một cái cục khoáng đem về. Dạ. Ở ngoài đây trời lạnh mà vô đây ấm lắm nè mọi người. Ồ, cái này là xông tinh dầu hả em? Dạ đúng rồi chị. Rất là tốt cho sức khỏe. Theo như là bạn ấy nói là chỗ này là xông hơi tinh dầu rất là tốt cho sức khỏe nha mọi người. Ai, biết sao chứ cảm thấy thư giãn dễ sợ luôn. Wow, cái view đẹp quá, cực kỳ giống Nhật luôn. Nói chung là rất là đẹp luôn.
Dạ. Thành phần của nước ấy, thì tụi em được chiết xuất từ Nhật trực tiếp mang về ấy. Cho nên là thành phần của nước sẽ giống như là 90% thành phần của nước tự nhiên bên Nhật ạ. 90% giống thành phần nước tự nhiên bên Nhật. Rất là tốt về da, giúp cho mình thải độc da nè, mình tuần hoàn máu nè, rồi mình còn giúp giảm mụn lưng, mụn trứng cá, mụn viêm, chị rất là tốt. Hồ rất rộng nha mọi người. Cái này là một điểm cộng rất là lớn luôn á. Một cái hồ rất là lớn như vậy mà chúng ta có hoàn toàn là hệ thống nước ấm luôn. Cái onsen này tụi em nghiêng về cái onsen mang phong cách thư giãn nè. Để cho những ngày mà mệt mỏi mọi người có thể đến đây để giảm stress, ngâm mình, giảm đau mỏi xương khớp. Ngày xưa thì những samurai Nhật các chị thì thường là ngâm mình ở trong bồn nước nóng á để giảm đau cái vết thương do người ta đánh nhau gây ra. Chị không biết ngày xưa sao chứ bây giờ chị không đánh nhau nhưng mà chị cũng rất là đau lưng mình đau mẩy nè. Dạ. Cho nên phải ngâm thử mới được. Thôi bây giờ mình không nói nữa, bây giờ chúng ta phải trải nghiệm liền mới được, nôn lắm rồi. Bây giờ chúng ta sẽ làm vô điều thoát y, sau đó chúng ta sẽ xuống hồn thôi. Let's go. Nóng mọi người, mùi khê luôn á. Bật mí cho mọi người biết luôn là họ ở resort Mikazuki này bởi vì nó quá đẹp đi, cho nên là An dự định sẽ làm một cái MV để phát nha mọi người. Nghe nói là ở đây là nước khoáng nha các mọi người, được nhập cái cục khoáng từ Nhật về 100%, nhập từ Nhật về xong nó bỏ vô nước để cho nó có thể tạo ra được nước khoáng gần nhất với thành phần tự nhiên. Còn một cái điểm cộng rất là lớn đó là mọi người nói là ở đây là ngay cái khu ocean này là cái khu water park. Water park thì chưa đi mà lát chắc chắn là sẽ đi thử, hoặc là ngày mai mình có thời gian mình đi thử á. Là nghe nói là tất cả đều là 100% nước nóng trong cái mùa này luôn mọi người, dễ chịu ghê á. Ngoài ra còn nói là khu water park là có nước theo bốn mùa nha mọi người, tức là mùa lạnh thì có nước nóng, mà mùa nóng ví dụ như mùa hè thì chúng ta sẽ để một cái nước mát cho mọi người tắm ha, tắm bát dễ chịu. Nhưng mà quên hỏi là mùa thu với lại mùa xuân là để nước chìm rồi, không biết có nước ngọt không. Bật mí cho mọi người biết luôn là cái cảnh này chắc chắn là sẽ có trong MV chiếu lúc một Tết qua luôn nha. MV tên là Ngai Vàng, mọi người nhớ xem nha. Tắm bây giờ cũng lâu rồi đó, ơi nó đói thì mình đi vô trong nhà hàng coi là có cái gì ăn không. Mình kiếm cái gì đó mình ăn thử. Đi thôi. Sau khi mà chúng ta tắm ocean xong rồi, chúng ta đói bụng quá, bây giờ mình sẽ ăn nhẹ. Để coi đây có món gì nè. Hồi nãy có gọi thử takoyaki với lại gà chiên chủ nhật nha mọi người. Để ăn thử coi nó ngon cỡ nào. Thật ra là em có một người bạn, bạn đó rất là có niềm đam mê với lại văn hóa của Nhật, du học bên đó một thời gian, sau đó trở về và đem món này, nó gợi khá là nhiều kỷ niệm á. Cái này là chấm với chua rất là siêu ngon á, nhưng mà hơi cay, sao có chuẩn bị trà Nhật. Cái này là matcha latte. Cái lớp kem sữa trên rất là béo bùi nha mọi người, matcha bên dưới là sữa rất là đậm đặc luôn á. Ta kêu là căng da bụng cái nó trùng lên da mắt của mọi người, buồn ngủ quá. Ví dụ tắm và ta bắt để ngày mai quá. Bây giờ em đi về ngủ đây. Tạm biệt mọi người. Ngày mai chúng ta sẽ đi qua tập bắt sau. Bye bye.
em nào mặc bạo như chị hơn. One hour later. Chưa qua ta bắt mệt rồi, giờ mình đi ăn tối nha mọi người. Ồ, bên kia cũng có đồ Nhật nữa rồi, nhìn khá là đẹp á. Ohayo. Hồi nãy giờ tới đây là địa là ở bên kia có mấy bộ đồ Nhật rất là dễ thương, nên đã nhờ một bạn tư vấn mà mặc giùm một bộ đồ Nhật cực kỳ xinh luôn đúng không mọi người? Còn bây giờ chúng ta sẽ thử món Nhật đúng chuẩn của Mikazuki như thế nào nha. Xuống. Wow, một mình ăn sang hết chỗ này nha. Không có chi chạy hết nha, không có chi cho quay phim luôn. Cái món cá hồi coi nó có tươi không nha. Cá hồi này rất là mềm, béo nữa. Ăn đồ sống là phải ăn chung với lại gừng đỏ nha mọi người nha. Cá hồi cũng rất là tươi và mềm. Nãy ham quá cho nên là kêu nguyên một dĩa thập cẩm luôn mà chưa có biết hết tất cả cá. Miếng thịt nó trong xuống luôn nè mọi người. Cá bóp. Ồ, quay phim nhắc này là cá bóp. Sao quay phim rành như vậy em? Rành chứ không chia đâu em. Rồi thử một miếng cá bóp. Tiếp theo chúng ta sẽ có món tỏi bưởi cua lột nha. Giòn quá nè. Mình thử miếng. Ôi, cua lột u giòn lắm nha. Mình phải ăn thử mình chấm gì đây. Ăn thích ăn cua lột đó mọi người. Ngon quá. Cua xiên mực nè mọi người. Chấm thử miếng. Ăn đã ngon rồi đúng không? Nhưng mà nói cho mọi người biết, ở đây còn một cái rất là đặc biệt nữa, đó chính là nhạc nước, rất là đáng mong đợi đó. Vậy là đã kết thúc 2 ngày ăn ở đây rồi. Bây giờ chuẩn bị về ngủ và ngày mai sẽ lên đường về lại thành phố để chuẩn bị chị cho những clip mới sắp